Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc là làm xe văn minh nha mọi người. Giờ mình đang căng chứng để đập đá nó to rét á. Rồi cùng đập đá luôn nhé. Xuống mình đang bị đầy á mọi người. Qua mình bán bước một số cái xuống đập đá này. Có 3 nhiệm vụ không làm được này, nhưng mà mình đổi 3 lần không được cái nào nên là mình không đổi được mọi người. Để hơi khó. Yeah.
ba nhiệm vụ nữa năm lần. Mà điểm này mình ra 40 được cái. Đâu điểm này mình ra 24 chục. Trời ơi, bộ mình ra 30 vô total mới đổi không luôn. Thì phải đổi nhiệm vụ xanh đi để nhiệm vụ tím lại được rồi. Nhiệm vụ khác 20 vô tô tô còn nguyên đây này nha. Con đào ăn cướp là 40 vô. Tức nó đổ ra 2 vé, mình đổ ra 2 vé. Thank you.
ai mua mà ngồi mà 30 phút đồng hồ. Có đồ mà nó thang thang mà lan là tôi đóng rất là vừa mua mấy cái nó mà nó tôi là mới mua chơi. Mà mấy bữa không đi nhậu thì bố cũng giờ nữa thôi chứ. Nay mà cứ 30 quả nhát chứ ai mà làm. Đứa ra hồi nãy học 20 quả nó đủ không? Mà nói với tụi mình là 30 quả đủ rồi. Tức là do mình đen nữa chứ là do tao không vô. Trong khi hai có hai nhiệm vụ mà còn 5 lượt đổi mất gì không đổi. Mà đổ nó ra chứ nó đen nó không ra chứ. Đúng rồi nó không ra. Rồi thì cái nhiệm vụ tiếng đó, độ nhiệm vụ tiếng không ra đó. Ok, muốn cố tình. Tính giờ văng rồi đó luôn mà đi cha rồi tính giờ văng rồi đó. Nhưng mà họ làm nhanh bằng 140 mấy chứ có phải là họ làm thọt 100 mấy anh em mà luôn mà. Thì luôn mà 45, 48, 49 không chứ có phải là luôn mà ấy mô. Có phải là đồ họ làm họ đổ lung tung trong 130 vé không ạ? Hả? Thấy cần không là ra. Không mà mà. Còn cái đi nhầm thì đồ mà anh em cứ vào chết, nhưng mà muốn đi nhầm muốn kiện chứ, theo lo nữa. Nó không chết được. Trời ơi. Mà anh nên nói cái gì nó không được chứ. Hả? Đúng là được mà đúng.
Tao nói thiệt đồ mà, nghiệp cuộc chết. Hôm qua nó đăng video xóa rồi cho nó lỗi hả? Đăng tới 24 đó, thì hôm qua một đống ảnh đó là chỉnh trong một ngày, đăng tới 24 đó. Đăng rồi.
rất nhanh. Lâu quốc có nhận ra anh em mình được bất ngờ nghe. Lâu quốc có nhận thì có ai bất ngờ rồi. Đi rồi sao nó ra hai bé làm
đám gái không làm được kìa. Ờ, dâu rồi kìa, tiếng gái rồi. Không, không, sao 8 cái là nhiều rồi đây, 9 cái là phải. Không bé rồi. Thank you.
chơi sa đọa lâm ngầu mà. Nói nhìn con Dari của Sao Trang mang là tốt. Trời, con Dari của Sao Trang mang nó đi mà sao Trang mang pha ke nó đánh chi mà. Qua. Sao Trang mang mà chết khang Yasuo. Yasuo ta hành ao 2 cấp. Yasuo hành ao 2 cấp xong bỏ lên lên top mà cuối cùng nó sanh lại là biết rồi. Đức Đức biết cái hôm bữa là giờ tám cái con lòng được đó. Đó đây chính đó. Hồi ta cái số này hả? À? Số ở trên này đúng không? So I don't know how to see you.
ok. À mà đang tạm dừng like được. Trường cũng đang sửa đâu, tạm dừng video được. Thì anh đi lấy này tắt được chưa trường? Tắt rồi đúng không? Thank you.
Tôi hồi nãy Đức lấy điện thoại em quay rồi đúng không? Hả? Nè. Xóa hết rồi á. Thế là không phải là lấy điện thoại không rồi. Người khác. Rồi đó đâu. Nào đâu. Thank you.
giỡn như bình thường. Chồng cho em vui nữa thôi chứ nghĩ ra mà cứ cũng vậy. Cái một nghĩ đang đưa. Mới nghĩ hằng tin tao chứ mấy. Không có tiền thôi chứ bao nhiêu món. Nhiều mà, nhiều tướng mới mà. Có con tướng mới con gì ra đây nó cũng có kìa. Không. Con gì à đêm mà mới là con gì like. Có nhiều rồng mới mà thì bây giờ cũng đang có nhiều con rồng mới như con siêu du con đồ đó mà con gì rồng mà quạt quạt giống một cây le con rồng Vĩnh Long á. Thank you.
giờ sáng, làm tới 12 giờ là xong rồi. Có nhỏ mò bình thường nếu mà thì nói vậy thì không ăn được thì uống, không uống được thì ăn nên chứ gì mà cái thôi là không được rồi nha cái mô chờ nữa ai chờ trở lại ôi mà 1 tiếng 10 phút rồi mà mình không bật máy không bay không mà giống như nó ê bọn giống như nó vẫn bật nó nói bên đường nó giờ chào được không giờ chào được đúng không à tính nó bật ba thì giống như nó tăng không Yeah.
mình thu 5 bộ total với 5 cà rốt là cái cùng nha mọi người. Xong rồi. Xong rồi, ngày mai được rồi. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Tạm biệt mọi người.